Vâng, xin giới thiệu đây là món rượu mặn, giả cầy ăn như thịt chó. Giả cầy như thịt chó. Hôm nay mấy anh đi kiểu xem đọc cô của bại. Cô của bại là cái gì? Chụp qua, chụp kia cũng kiểu là chết tơ. Đây còn cái món tiết canh chứ chưa chụp. À xả cho đây rồi. Xả có rồi. Phê đô trường nó làm đấy. Món giả cầy ăn như thịt chó. Vậy đầy đủ các bạn. Đun chín nên là sơi thôi. Rồi xong. Đun rồi. Đã xong. Để vùng cho lên bếp. Để đấy, em thấy chua rồi đây. Đây.